Thì bây giờ chúng ta định nghĩa coi, đã biết rõ hết rồi, ai ai chúng ta cũng đều có cái chữ tâm. Tuy nhiên để rõ được mình là ai, mình có tâm hay chưa, và cái tâm này nó như thế nào, nói cho dễ hiểu, đó là mỗi chúng ta ai ai còn đang sống trong cái thế trần này, sinh ra và lớn lên đều có cái tâm thiệt và tâm giả, có cái tâm thiện và tâm ác, có cái tâm trơn và cái tâm vọng. Mà bây giờ cái cốt lõi chúng ta tu là tu cái gì quý vị? Tu cái gì đây? Tại sao chúng ta tu? Nếu về giáo án đó, một đề tài tiếng rưỡi đồng hồ chưa hết, tại sao ta phải tu? Vì nhân duyên, vì vô thường, khổ, không, tất cả nhân quả hiểu rõ về lý pháp. Tuy nhiên để hiểu rõ rốt ráo hơn, đó là nguyên nhân chính yếu mà chúng ta phải tu, đó là vì cái trần mê, vì cái nghiệp mê, vì chúng ta còn sanh tử luân hồi lâu đời lâu kiếp quá, cho nên bắt buộc chúng ta phải tu. Thưa chư đồng đạo, thưa quý vị, thì tiếp theo đây thì chắc chắn cũng còn rất nhiều đọc giảng viên rồi giảng viên, nhưng mà thời gian cũng giới hạn, thì bây giờ không biết là đọc giảng viên nào có đến đây để tiếp tục phụng ngâm tiếp, để giao duyên với ông Tư không? Xin mời quý vị, mỗi người chúng ta có ý tưởng gì hay, hay là đọc giảng gì đó để cầu nguyện hồi hướng công đức cho chú Tư, thì Thiện Nghĩa xin mời quý vị lên đây. Nam Mô Di Đà Phật. Xin mời Nguyễn Thị Ngọc Ngoan và bé Bảy đến đầu máy luôn. Thì vô trình đó. Thanh Hòa, xin mời đồng đạo Thanh Hòa đến đây để nói lên cảm nghĩ đôi điều với đồng đạo gặp gỡ trong cái ngày hành lễ hôm nay. Vì lâu quá rồi quý vị cũng không có duyên gặp Thanh Hòa ở núi rất là xa. Hôm nay Thanh Hòa cũng có mặt ở đây, thì xin mời quý vị cho một tràng phát tay ủng hộ đồng đạo Thanh Hòa. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Cung kính Đức Phật Đức Thầy. Kính đến quý ông bà cô bác cùng quý vị thiện hữu trí thức, chưa quý vị đồng đạo kính mến. Hôm nay với một cái duyên lành trọng đại, với cái ngày kỷ niệm tuần giáp năm cho Nguyễn Thanh Tĩnh, vừa qua chúng ta cũng đã thực thi qua cái chương trình lễ nghĩa nguyện cầu vừa xong, và nhất là hôm nay được rất nhiều các vị đạo hữu, các bậc thiện trí thức xa gần về đây tham dự và dành những cái thời gian rất là đặc biệt để là chúng ta thăm hỏi ân cần, chia sẻ Phật pháp. Và nhận định chung thì quý vị mình có mặt ở đây là những bậc là cao niên kỹ trưởng đã từng nhiều năm tháng nghiên cứu, chia sẻ, làm nhiều cái phận sự trong cái cuộc đời hành đạo của mình. Thì bây giờ hôm nay Thanh Hòa đến đây, trước tiên là chân thành kính gửi đến quý vị lời chào mừng cảm kính, lời tri ân, thăm hỏi sức khỏe ân cần trân trọng và tốt đẹp. Nam Mô Di Đà Phật. Thưa quý vị, do cái thời gian hữu hạn, và nhất là quý vị mình có mặt ở đây là các cái vị cao niên đã hiểu biết nhiều về giáo pháp cũng như giáo lý, cho nên chúng tôi hoan hỷ, cho nên chúng tôi mong rằng quý vị mình cũng hoan hỷ chuyên chú lắng nghe chúng tôi chia sẻ điều, mặc dầu là ít điều, nhưng mà chúng tôi nương vào giáo lý của tổ thầy. Ngài đã cho biết là ít câu mà ý nhiệm sâu, nghĩ suy cho cạn mới hầu khôn ngoan. Thưa quý vị, như vậy thì bây giờ do cái thời gian gọn khoảng 15 phút, thì bây giờ Thanh Hòa xin chia sẻ qua ít điều thôi quý vị. Thì đối với cái kho tàng pháp bảo giáo lý học Phật tu nhân của Đức Thầy thì nó rất là cao sâu, huyền diệu, thâm thúy. Ngài đã chắc lọc cả tam giáo Phật Thánh Tiên đã chia sẻ suốt cả cái cuộc đời để lại cái kho tàng pháp bảo này.
Thì bây giờ dẫu cho 15 phút này có nói gì đi chăng nữa cũng không thể nào mà nói cho hết được cái lý nghĩa là thâm sâu. Cho nên bây giờ Thanh Hòa chỉ dắt nước cốt gọn, một ý gọn, có một chữ một thôi quý vị à. Mà đồng đạo của chúng ta nói riêng và nói chung là cả thế giới ngày nay là tu hoài cũng không xong, tu hoài cũng chưa có hết ý. À, bây giờ mình phải tìm ra cái lý coi như thế nào để mà chúng ta vạch ra cái lối sáng cho mình và cho tất cả mọi người và tất cả nhân sanh. Đó là cái chữ gì đây quý vị? Cái chữ gì đây thưa đồng đạo? Cái lý gì đây? Đó, cái lý gì đây? À, dắt nước cốt gọn, đó là cái chữ tâm, một chữ một thôi. À, cái chữ tâm mà quỷ hay ma, tiên hay Phật cũng là tại nó. Như vậy thì bây giờ thưa với quý cô bác, cái chữ tâm nó là một cái mà gọi là tối ưu quan trọng để quyết định cho cái cuộc đời hành đạo của mỗi hành giả trên tất cả thế giới, trên tất cả các tôn giáo. Tôn giáo nào cũng có thể tìm hiểu, biết rõ và hành trì theo cái lý pháp này, đó là cái chữ tâm. Như vậy thì chữ tâm là gì? Tâm còn gọi là cái bản thể hay là cái chân tâm của mỗi chúng sanh, ai ai cũng đều có. À, sách thánh thiện ghi trong tâm tự, người mới sanh tánh thiện chờ dành. Cho nên bây giờ nói về giáo pháp của Phật hay là của Đức Thầy, thì bây giờ chúng ta định nghĩa coi, đã biết rõ hết rồi, ai ai chúng ta cũng đều có cái chữ tâm. Tuy nhiên để rõ được mình là ai, mình có tâm hay chưa, và cái tâm này nó như thế nào, nói cho dễ hiểu, đó là mỗi chúng ta ai ai còn đang sống trong cái thế trần này, à, sinh ra và lớn lên đều có cái tâm thiệt và tâm giả, có cái tâm thiện và tâm ác, có cái tâm chân và cái tâm vọng. Mà bây giờ cái cốt lõi chúng ta tu là tu cái gì quý vị? Tu cái gì đây? Tại sao chúng ta tu? Nếu về giáo án đó, một đề tài 1 tiếng rưỡi đồng hồ chưa hết, tại sao ta phải tu? Vì nhân duyên, vì vô thường, khổ, không, tất cả nhân quả, hiểu rõ về lý pháp. Tuy nhiên để hiểu rõ rốt ráo hơn, đó là nguyên nhân chính yếu mà chúng ta phải tu, đó là vì cái trần mê, vì cái nghiệp mê, vì chúng ta còn sanh tử luân hồi lâu đời lâu kiếp quá, cho nên bắt buộc chúng ta phải tu, thưa chư đồng đạo. Còn theo cái giáo án, cái quy trình đó, vì nhân duyên gặp được đạo thầy, vì là nhận ra được các cái đạo lý khổ không vô thường vô ngã, tất cả nhân quả gì đó, thì đó là cái lý trình. Nhưng mà khi ngộ ra rằng a, chúng ta tu bao nhiêu kiếp qua rồi nhưng mà vẫn còn sanh tử, tu bao nhiêu kiếp qua rồi mà vẫn còn mê, vẫn còn nghiệp, như vậy thì tu như thế nào để chuyển hóa nghiệp chướng, chuyển hóa phiền não khổ đau và chấm dứt sanh tử trong một đời này, một kiếp này. Như vậy thì nguyên nhân vì sao chúng ta bị chướng ngại? Thứ nhất là chúng ta vẫn còn tam nghiệp, tức là tham sân si. Trong ba cái nghiệp này nó sanh ra 10 ác, và 10 ác này nó tạo thành một cái bức tường vô minh. Từ cái bức tường vô minh này nó sanh ra 12 nhân duyên. À, vô minh sanh hành, hành sanh thức, thức sanh danh sắc, danh sắc sanh lục nhập, lục nhập sanh xúc động, xúc động sanh thọ cảm, thọ cảm sanh ái, ái sanh bảo thủ, bảo thủ sanh hữu, hữu sanh sanh, sanh sanh mới sanh lão tử. Như vậy thì bây giờ từ ba nghiệp sanh 10 ác tạo thành bức tường vô minh, Đức Thầy cho biết là phá bức tường mây để nhìn vạn vật, nhưng mà ngặt gì chướng lụa lấp đèn pha. Như vậy thì chướng lụa là gì? Chướng lụa là những cái gì mà chúng ta còn chướng ngại, còn phiền não, còn chất chứa, còn chấp ngã, còn bản ngã, còn chất chứa những cái tham, sân, si và nhân ngã ở trong ta. Cho nên từ đó mà chúng ta vẫn còn luân hồi sanh tử trong ba cõi sáu đường, xuống xuống lên lên, luân hồi chuyển kiếp. Như vậy thì bây giờ khi mà mỗi quý cô bác chúng ta và tất cả những nhà tu, ai cũng biết mình có cái tâm lành, tâm thiện, tâm Phật, nhưng mà tìm không có ra và không có biết cách tu. Cho nên chúng ta cần phải có hội đủ ba điều. Một là phải tu thật tâm, hai là chúng ta phải biết cách tu, ba
là chúng ta phải bền chí lo tu hành cho đến ngày mãn kiếp hồng trần. Chứ bằng không thì coi chừng chúng ta chưa có thật tâm tu, chạy theo những cái lu bu. À, nghe nói ông Minh Tệ là đức thầy chuyển kiếp là mượn xác, cái tin chạy nghe theo, cái đó là bị lầm, cái đó là còn mê tín, chưa có tin chắc thầy mình là Phật, phải không quý vị? Như vậy thì chúng ta có tâm, nhưng mà cần phải có cái trí, lấy tâm làm chủ trì, lấy trí mà phán xét trước khi ta sắp đưa cho tâm chủ trì. À, người học đạo như thế chắc chắn mau thành công đắc quả. Như vậy thì bây giờ cái tâm nó là cái gốc, nó là ông chủ. Nhưng mà chúng ta muốn phát khai trí huệ thì chúng ta cần phải bình, tâm cần phải bình, tánh cần phải tịnh, giữ tư tưởng cho thành cao. Bây giờ tâm bình là sao? Tâm bình là hiện giờ mình đang ngồi ở đây, mình đang nghe pháp, mình đang nói pháp, mà tâm mình ra như thế nào tự mình biết lấy. Coi chừng tâm mình đang xao động, tâm mình đang phiền não, tâm mình đang chướng ngại, tâm mình đang gây rối một cái điều gì đó, thì tự mình sẽ sáng tỏ hơn ai hết. Do vậy mà bây giờ hôm nay tất cả chư đồng đạo của chúng ta cần phải nghiệm xem mấy chục năm chúng ta tu hành, nhưng mà coi chừng nhiều chướng ngại, nhiều thử thách mà không vượt qua nổi là do đâu? Do đâu quý vị? Cái gốc bự nhất đó là tham sân si. Nhưng mà Nam Mô A Di Đà Phật là để lìa cái ngọn thôi, mới có cắt bớt mấy cái lá cành, mấy cái ngọn thôi quý vị à. Còn cái gốc bự nhất mà chúng ta cắt hoài không đứt, đó là cái gì đây quý vị? Cái gì đây? Mà không phá trừ cái mê, không phá trừ cái vô minh, không phá trừ cái sanh tử luân hồi từ vô lý kiếp mãi cho tới bây giờ, là tất cả chư đồng đạo của chúng ta, thậm chí là Thanh Hòa vẫn còn y thinh. Đó là cái gì? Là cái bản ngã. Tham sân si mình Nam Mô A Di Đà Phật là diệt được một niệm của chúng sanh, là hạ bớt cái ngọn mới có bớt giảm tham sân si, phải không quý vị? Nhưng mà quý vị đồng đạo của chúng ta vẫn còn y cái bản ngã. Bản ngã là gì? Bản ngã tức là cái tôi, cái ta. Ai nói động tới mình là có chuyện liền, phải không quý vị? Ai nói động đụng chạm tới danh dự của tôi, uy tín của tôi, tên tuổi của tôi, ông Thanh Hòa đó mà ông nói đạo cái gì? Ông Thanh Hòa đó mà ông tu hành cái gì? Ông Thanh Hòa đó mà ông là cái gì đó, phải không? Một ai đó mà hễ ai đó trù dập mình, nói xấu mình, hạ bệ mình, chà đạp mình, thì lúc bây giờ tâm mình nó có trở về với cái bản thể thanh tịnh có sẵn ông Phật có mặt ở đó hay không? Phải không? Đức Thầy nói rõ là chẳng nói vắn dài Phật nội đức tâm. Mình biết Phật là tâm đó, nhưng mà ở trong tâm mình có sẵn ông Phật, mà mình không có giữ ông Phật liên tục có sẵn ở trong ta, để ở mãi ở trong ta, mà nó chứ chạy rong, chạy đai tay, chạy đông, chạy tây, phải không quý vị? Cho nên bây giờ tất cả chư đồng đạo chúng ta, dầu cho tu 30 năm hay là 50 năm hay là 70 năm, nhưng mà nếu như chúng ta không biết cách khai phá, không biết cách giải trừ, thì coi như cuộc đời này uổng rồi đó. Cuộc đời này coi như là không xong rồi. Không xong rồi Đại Dương ơi. Có nghĩa là chúng ta tu mấy chục năm mà hay ai động tới một cái là phiền não, ai động tới một cái là bản ngã sân si nổi ra. Phải cho mình là số 1. Mình là số 1, không ai hơn ai hết trơn, không chịu thua ai hết. Thì chính vì cái chỗ này mà chúng ta luôn phân biệt cao thấp, đúng sai phải quý. Đúng sai phải quý. Do vậy mà bây giờ Đức Thầy mới dắt nước cốt lại một câu là nhân ngã ngã nhân đừng cách biệt, để rồi sắc không không sắc chớ lìa xa. Nhân là người, ngã là ta, tức là giữa người và ta, thậm chí là vạn vật sanh linh đều đồng một bản thể, đều đồng một bổn tâm, không khác biệt. Nhưng mà do sinh ra phước báo nghiệp chướng nặng nhẹ cao thấp khác nhau, kẻ giàu người nghèo, kẻ xấu người đẹp, kẻ khôn người trí, kẻ tu người không tu, nhưng mà tất cả chúng ta đều trang hòa một bản thể thanh tịnh vắng lặng nhất nguyên phản bổn. Cho nên cái người niệm Phật mà được trở về với cái bản lai thanh tịnh thì ngay chỗ đó chúng ta mới thật sự cảm nhận mình có được những cái phút giây tĩnh lặng an lạc của tâm hồn, còn gọi là niệm Phật bản lai. Niệm Phật là niệm cái bản lai thanh tịnh của Phật, để cho lòng của mình được thanh tịnh và được nương theo đó mà được thanh tịnh và chẳng còn trượt nhiễm trần ai. Cho nên bây giờ khi mà chúng ta sống bôn ba rày đây mai đó, cuộc sống hơn thua tranh đua cơm áo gạo tiền, lây quay cái bị xiềng bị xích, hay không? Rồi sanh tử luân hồi, bây giờ mình mới nghiệm lại coi mấy mươi năm
mấy mươi kiếp, và kiếp chót này Đức Thầy trở lại lần sau cùng rồi. Bây giờ quý vị mình đồng đạo mình ai cũng biết hết trơn rồi đó. Ai cũng biết cái con đường chánh tà thiện ác đúng sai siêu đỏ biết rõ hết, nhưng mà đi thì không tới đâu, đi tu không tới đâu, là do mình chưa vững lập trường, không có giữ vững lập trường, phải không? Nghe ai tin đâu bên ngoài không mà, nhưng mà không có tin chính mình, không có tin chính thầy là Phật, không tin giáo lý của Đức Thầy là một con đường cứu cánh rốt ráo vắn tắt. Một kiếp là chỉ một kiếp là Tây Phương hồi hướng, thoát mê đồ là dứt cuộc luân hồi. Cho nên bây giờ tóm lại, con người chúng ta mỗi mỗi đều có một cái bổn tâm, và tương lai chúng ta sẽ thành Phật, nhưng mà mình không có tin, hoặc giả là có tin mà làm không nổi. Tại sao mình làm không nổi? Vì mình e ngại, mình còn e ngại, mình sợ mình làm không được. Nhưng mà quý vị mình có cái niềm tin, có cái bản lĩnh, có cái quyết tâm thì chắc chắn sẽ thành công. Sẽ thành công ở cái chỗ là chúng ta có cái tâm, lấy cái tâm quyết định tất cả mọi sự việc, và chúng ta mới thật sự nguyện một lòng hướng về Phật, nguyện một lòng hướng về con đường giải thoát. Chúng ta dám chấp nhận buông bỏ tất cả những gì mà chúng ta còn phiền não, còn chắc chứa, còn ghiền mê, còn ô nhiễm, thì tự mình biết, tự mình buông bỏ, tự mình tháo gỡ, tự mình chuyển hóa, tự mình tu tập. Cho nên hôm nay thì Thanh Hòa chia sẻ một ít thôi, ít câu mỹ diệm sâu, tức là chúng ta cần phải biết mình là ai, hiện giờ chúng ta tu bao nhiêu năm rồi, và chúng ta tu được cái gì rồi, và chúng ta đã có những cái chướng ngại gì ở trước đỉnh chứ. Dạ. À, thưa Duy Đồng Đạo, như vậy thì nãy giờ quý vị đồng đạo chúng ta nghe qua cái ý đạo là cái chữ tâm, bàn cái chữ tâm này mà bàn tới 3 tháng không hết, phải không quý vị? Nhưng mà dắt nó cốt 15 phút à. Cho nên bây giờ cái chữ tâm mà quỷ hay ma như vậy thì bây giờ là tất cả chư đồng đạo của chúng ta muốn làm Phật cũng mình, muốn làm tiên, làm thánh, làm thần hay là làm quỷ ma gì cũng do nơi ta mà ra. Thì chắc chắn rằng chư đồng đạo của chúng ta ai cũng muốn làm tiên làm Phật, ai cũng muốn về cực lạc, phải không quý vị? Nhưng có một cái điều là chúng ta còn những cái chướng ngại, những cái nợ duyên, những cái nợ duyên nơi trần thế quý vị ơi. Đức Thầy nói nè, Đức Thầy nói nè mấy cô chú, nợ duyên đeo đắm nơi đời tạm, kiếp số lưng chìm chôn gốc gai, dài gặp mơ nhuận ăn thanh đế cam lồ, dưới tắt lửa trần ai. Như vậy thì bây giờ chưa đồng đạo của chúng ta ai cũng biết rõ hết cái chân lý, cái giáo lý của Đức Phật, Đức Thầy rồi, phải không? Có nghe, có học, có hiểu, nhưng mà bây giờ còn có cái hành nữa thôi, chung rộng, đúng không quý cô bác, phải không chú Năm, phải không chú Năm? Như vậy thì bây giờ chỉ có đồng đạo mình bây giờ phút này đó là tu mấy chục năm mà chỉ còn có cái hành thôi. Hành tức là làm theo, làm theo những gì mình đã biết, làm gì những gì mình đã rõ. Như vậy thì bây giờ làm gì đây? Chúng ta còn có cái điều là buông bỏ cái bản ngã ở trong ta. À, bây giờ ví dụ như nói ai bất kỳ người ta nói cái điều gì, phải nghiệm lại, phải xét lại trong tâm mình coi có còn vui buồn, có còn thương ghét không, có còn chướng ngại cái gì trong cái lục căn với lục trần, trong cái thất tình lục dục đó, thì chúng ta còn chướng ngại, còn dương duyên nghiệp. Do vậy mà chúng ta hãy buông rộng nó xuống hết đi, buông xả nó xuống hết, để trở về với tâm bình tánh tịnh. À, nếu ai mà biết chữ tu trì, tâm bình tịnh được thì phát huệ. Cho nên chúng ta phải tìm con đường duy nhất mà để chúng ta được đạt đạo và giải thoát, đó là tìm con đường bát chánh đạo của Phật mà đi. Con đường bát chánh đạo hồi nãy mình đã đền trả tứ ăn, tránh tam nghiệp, trừ thập ác. Bây giờ gốt gáo muốn đắc đạo, muốn giải thoát, muốn chấp dứt sinh tử khổ đau, thì chúng ta phải tìm con đường bát chánh đạo của Phật mà đi. Giữ tâm thanh tịnh đó, mình xem một ngày 24 tiếng đồng hồ mình có giữ được cái tâm thanh tịnh chưa. Giữ tâm thanh tịnh, làm việc nhân từ, không lòng hờn giận, chẳng dạ ghét ganh,
chuyên tâm niệm Phật giúp thế độ đời, đừng chứa điều phiền não và để bụng tham lam ích kỷ lần lần trí huệ mở mang, cõi lòng sáng suốt thì màn vô minh sẽ bị diệt mất. Thì rõ ràng vô minh diệt thì chúng ta chấm dứt sanh tử khổ đau, tức là đắc đạo giải thoát vậy. Nhưng mà có một cái điều quan trọng là chúng ta thiếu hành, thiếu hành trì, cúng lại hai thời có đôi khi nó còn thiếu. Huống chi là cái tu là cái chỗ rốt ráo đi đứng nằm ngồi ăn uống ngủ nghỉ gì cũng tu, gọi là nhất cử nhất động. Cái người nào mà hiểu được cái chữ đạo, hiểu được cái chữ tu đó là lúc nào cũng tu, đang ngồi ở đây cũng tu, đang nói ở đây cũng tu, đang nghe cũng tu. Khoan quý vị, tu là cái gì? Tu là trao sửa thân khẩu ý và dẹp hết tất cả những cái nhân ngã sân si đúng sai phải quý, không còn chấp mắt, không còn dính vô, thì ngay chỗ đó chúng ta mới thật sự cảm nhận được cái cảnh giới niết bàn, cái cảnh giới thanh tịnh, cái cảnh giới vô ngã, cái cảnh giới gọi là bất diệt bất sanh ở trong tâm ta hoàn toàn. Chúng ta xa lìa những cái tham sân si nhân ngã, thì ngay chỗ đó chúng ta mới thật sự chứng đắc cái quả vị niết bàn cực lạc ngay nơi tâm mình, gọi là một chánh định thật là rất khó đó. Giữ tấm lòng bất động như như cho hồn linh yên lặng an cư thì mới được quần nguyên phản bổn. Quần nguyên phản bổn là trở về với cái bổn tâm Phật của chính mình. Cho nên vài lời tâm tình với quý vị mình, thì giáo pháp của Phật của Thầy nó cao sâu, nó bao la, nó cao xa, không thể dùng lời, không thể là diễn tả làm sao mà cho hết được. Chỉ còn có một cái điều sau cùng rốt ráo là tất cả chư đồng đạo của chúng ta phải thật tâm tu tề trì, phải hết lòng tu trì, phải là nghiên cứu kỹ tông chỉ giáo lý của Đức Thầy để mà hành trì. Và cuối cùng là chúng ta phải bền tâm tu trì, bền tâm tu trì thì chắc chắn chúng ta mới không có bị những cái cám dỗ của cuộc đời, và nhất là các đạo tà mưu khế âm thầm dần gắn chính tránh kẻ lầm mà khổ. Chúng nó xuống khuyên răng nhiều chỗ, dùng phép màu lè mắt chúng sanh, ai ham linh theo nó tập tành, xa cạm bẫy thì khó mong sống sót. Thì đây là cái thời kỳ gọi là thời kỳ ăn xá, mà cũng là cái thời kỳ thử thách trời mở cửa quỷ dương xuống thế, và tất cả các mối đạo chánh tà thiện ác là lộn xộn. Mà nếu như chúng ta không có cái chánh kiến, không có cái trí tuệ, không có cái đạo lực, chắc chắn chúng ta sẽ bị mai một, sẽ bị chướng ngại, sẽ bị thử thách, và chúng ta sẽ không còn để mà đầy đủ cái nhân duyên diễn kiến Phật Thầy trong cái ngày Long Hoa Đại Hội, trong cái ngày Đức Thầy trở lại, gọi là chừng nào Thầy lại gia trung thì trong bổn đạo bóng tùng phủ che. Cho nên tóm lại, Thanh Hòa cũng chân thành cảm ơn toàn thể các vị thiện hữu trí thức, tất cả chư quý đồng đạo đã dành cho Thanh Hòa trong thời gian gọn hơn 15 phút. Thì dầu cho có diễn tả bao nhiêu lời cũng không làm sao mà nói hết được cái chân lý của Tổ Thầy. Chỉ mong tất cả chư đồng đạo chúng ta thực hiện theo lời giải chỉ của Đức Thầy trong 8 điều, nhưng có một điều sau cùng là sẽ thành công. Tóm tắt, ta phải thương yêu lẫn nhau như con một cha. Mình có thương yêu lẫn nhau như con một cha chưa? Hay là nhiều cha? Phải không? Và dìu dắt lẫn nhau vào con đường đạo đức và tiếp tục khai thông nền đạo đức, để rồi chúng ta một cái ngày cuối cùng là mãn kiếp hồng trần sanh lạc quốc, để rồi hưởng công niệm Phật rất yên lành. Sau cùng cũng chân thành cảm ơn tất cả quý cô bác chưa đồng đạo gần xa cũng đã dành, đã nghe, đã ủng hộ Thanh Hòa trong cái chủ đề cái chữ tâm, tức là trở lại lòng mình, trở về tâm Phật mình để cho được yên bình an lạc từng giờ từng phút từng giây, để rồi là cuối cùng chúng ta sẽ không còn bị chướng ngại, không còn bị vướng mắc, không bờ còn bị là sanh tử luân hồi trong cái kiếp mai hậu. Sau cùng thành tâm nguyện cầu trên hồng ân tam bảo của Đức Phật, Đức Thầy, Chăm Quan Chư Vị Sơn Thần, năm non bảy núi từ bi gia trì hộ độ cho tất cả cho đồng đạo luôn thân khỏe tâm an và phát đề tâm tinh tấn tu hành cho đến ngày đắc thành đạo quả diện kiến Đức Phật, Đức Thầy trong ngày Long Hoa Đại Hội. Lễ pháp kính chào và cảm ơn quý vị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Rồi hết luôn rồi. Dạ, xin cảm ơn rất nhiều đồng đạo Thanh Hòa, xin chúc cho đồng đạo lúc nào cũng được an vui, tu hành tinh tấn và giúp cho đời được nhiều hơn nữa. Nam mô A Di Đà Phật. Hư rồi.